Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn khoa học lớp 5 trang 5 đến trang 11. Chủ đề 1 chất, bài 1 đất và bảo vệ môi trường đất. Thì ở bài học này các em cần nêu được một số các thành phần của đất, trình bày được vai trò của đất đối với cây trồng, nêu được nguyên nhân tác hại của ô nhiễm xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm xói mòn đất, đề xuất thực hiện cái việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện. Mở đầu, quan sát hình 1 cho biết điều gì xảy ra đối với đất và cây khi dòng lũ dâng cao và chảy mạnh. Thì nếu nước lũ dâng cao và chảy mạnh thì đất sẽ bị xói mòn và cây sẽ bị đổ. Tiếp theo số 1 nhỏ, thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng. Quan sát, nêu một số thành phần của đất và vai trò của đất đối với cây trồng. Thì các em quan sát hình dưới đây, hình 2. Thì chúng ta sẽ nêu một số thành phần của đất. Thì đầu tiên, mùn có màu nâu sẫm tồn tại chủ yếu ở các lớp đất mặt lớp trên cùng. Có nguồn gốc từ xác sinh vật bị phân hủy, mùn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần cho cây. Khoáng, thì khoáng có nguồn gốc từ đá, trong khoáng có chứa chất dinh dưỡng cần cho cây. Nước, không khí ở trong các khe hở của đất, thì đây là một số thành phần của đất và vai trò của đất đối với cây trồng. Tiếp theo quan sát các em tìm hiểu một số thành phần của đất. 1. Mô tả thí nghiệm trong hình 3 và giải thích vì sao khi phơi nắng khối lượng đất lại giảm. Thí nghiệm này chứng minh trong đất có thành phần nào? Thí nghiệm, các em cân khối lượng đất ban đầu là 300g. B. Chúng ta phơi đất ngoài nắng 8 giờ. Và C. Chúng ta cân lại cái khối lượng đất sau khi phơi thì được là 200g. Như vậy, mô tả thí nghiệm 3 cân khối lượng đất ban đầu 300g, phơi đất ngoài nắng trong 8 giờ, cân khối lượng đất sau khi phơi còn 200g. Như vậy, sau khi phơi nắng thì khối lượng đất giảm vì lượng nước trong đất đã bị bay hơi. Thí nghiệm này cho thấy trong đất có thành phần nước. Tiếp theo số 2 nhỏ, với mẫu đất và dụng cụ được chuẩn bị như hình 4, hãy đề xuất cách làm để chứng minh trong đất có chứa không khí và giải thích. Thì ở hình 4 chúng ta có đất khô, bình nước và găng tay. Thì đề xuất cái cách để chứng minh trong đất có không khí đó là: bước 1, chúng ta đeo găng tay để chuẩn bị thí nghiệm. Bước 2, chúng ta chuẩn bị một cái lượng nước và một cốc chứa nước, lượng nước chiếm khoảng 1/2 cốc. Rồi bước 3, các em thả đất vào cốc nước đã chuẩn bị. Thì khi thả đất vào cốc nước, nếu có hiện tượng sủi bọt lên thì chứng tỏ trong đất có không khí. Rồi tiếp theo, luyện tập và vận dụng. Vì sao trồng trọt cần làm cho đất tơi xốp? Thì trồng trọt thì chúng ta cần phải làm đất tơi xốp để đất thoáng khí. Ngoài ra, đất tơi xốp sẽ giúp hệ rễ của cây đâm sâu xuống đất để hút được nhiều nước và chất dinh dưỡng hơn. Tiếp theo, những kiến thức chủ yếu. Thành phần đất gồm khoáng, mùn, nước, không khí. Đất có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, nước, không khí cho cây và giữ cho cây đứng vững. Tiếp theo số 2 nhỏ, ô nhiễm đất và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. Cung cấp thông tin ở đây, đất bị ô nhiễm khi chứa các loại chất thải, hóa chất độc hại hoặc là bị nhiễm nước mặn. Đất bị ô nhiễm thường khô càng ít chất dinh dưỡng, nước trong đất cũng bị ô nhiễm. Các em quan sát hình 5A, đất khô càng thiếu chất dinh dưỡng, hình B, nước bị ô nhiễm. Rồi các em quan sát 1, chúng ta quan sát hình 6, 7. 1, các em nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm đất được thể hiện trong hình 6. Rồi 2 là các em lựa chọn biện pháp phòng chống ô nhiễm đất trong hình 7 phù hợp với mỗi nguyên nhân ở hình 6.
Thì các em quan sát ở hình 6 chúng ta có nguyên nhân gây ô nhiễm đất. A đó là đất chứa nhiều rác thải sinh hoạt khó phân hủy như là rác thải nhựa. B. Đất chứa chất thải không được xử lý trong sản xuất công nghiệp. C. Đất nhiễm chất độc hại do thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp. D. Đất nhiễm mặn do nước biển dâng cao. Rồi ở hình 7, biện pháp phòng chống đó là chúng ta A. Làm đập ngăn nước mặn. B. Sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ sinh học, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong nông nghiệp. C. Là xử lý chất thải công nghiệp đúng cách trước khi thải ra môi trường. D. Là phân loại rác thải, xử lý rác thải đúng cách, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Như vậy đầu tiên các em sẽ nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm đất được thể hiện ở hình 6, đó là đất chứa nhiều rác thải sinh hoạt khó phân hủy như rác thải nhựa, đất chứa nhiều chất thải không được xử lý trong sản xuất công nghiệp, đất nhiễm chất độc hại do thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp và đất nhiễm mặn do nước biển dâng cao. Rồi, tiếp theo câu 2 chúng ta sẽ nêu các nguyên nhân và biện pháp chống ô nhiễm đất ở hình 7. Thì đối với nguyên nhân A thì các em sẽ phân loại rác thải, xử lý rác thải đúng cách, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đối với nguyên nhân B thì các em xử lý chất thải công nghiệp đúng cách khi thải ra môi trường. Rồi đối với nguyên nhân C thì chúng ta dùng biện pháp B, đó là sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ sinh học, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong công nghiệp. Rồi đối với nguyên nhân D thì chúng ta sử dụng biện pháp A, đó là làm đập ngăn nước mặn. Tiếp theo, trả lời câu hỏi, kể thêm một số nguyên nhân và biện pháp phòng chống ô nhiễm đất. Thì một số nguyên nhân là đất bị ô nhiễm do nhiễm chất phóng xạ hoặc là đất bị ô nhiễm do các tác nhân sinh học như là vi khuẩn, giun sán, ký sinh trùng. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất đó là làm sạch, hóa đồng ruộng, dùng vôi và muối phốt, phát kiềm để khử chua, chuyển phần lớn nguyên tố kim loại sang hợp chất khó tan, từ đó làm giảm nồng độ của chúng trong dung dịch. Tiêu nước vùng trũng, điều tiết đất làm cho một số cái nguyên tố kim loại nặng chuyển sang dạng khó tan. Rồi luân canh lúa màu để xúc tiến phân hủy, cải thiện thành phần cơ giới đất, tăng cường phân bón hữu cơ. Tiếp theo thực hành thí nghiệm, tìm hiểu tác hại của đất bị ô nhiễm. Bước 1, các em thu thập thông tin qua Internet, sách báo, quan sát thực tế về tác hại của đất bị ô nhiễm theo gợi ý sau. Tác hại của đất bị ô nhiễm đối với nước, con người và động vật, thực vật. Bước 2 là chúng ta trao đổi thông tin trong nhóm và lựa chọn hình thức báo cáo. Bước 3 là báo cáo kết quả. Tiếp theo luyện tập, nêu một số việc làm cần góp phần. Nêu một số việc làm góp phần phòng chống ô nhiễm đất ở gia đình và địa phương em. Thì một số cái việc làm đó là tuyên truyền người thân và người dân cùng chung tay bảo vệ đất, vận động mọi người hạn chế sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp thì người dân nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân bón hóa học thay cho phân bón sinh học thay cho phân bón hóa học để giảm thiểu các độc tố ngấm vào đất. Trồng cây xanh, phủ xanh đồi trọc, rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, không chỉ là môi trường đất mà còn có cả môi trường nước, môi trường không khí. Để phủ xanh đồi trọc thì chúng ta cần phải tích cực trồng cây gây rừng và ngăn chặn nạn chặt phá rừng. Rồi xử lý triệt để các loại chất thải rắn từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất công nông nghiệp. Các chất thải rắn trước khi được chung cất, chung lấp hoặc là xử lý nên được điều chỉnh lại độ pH.
Tiếp theo những kiến thức chủ yếu: ô nhiễm đất nguyên nhân, hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sinh hoạt thải vào đất, các hóa chất độc hại và chất thải chưa được xử lý, nước biển dâng cao làm đất bị nhiễm mặn. Biện pháp phòng chống là phân loại và tái chế rác thải, xử lý chất thải đúng cách trước khi xả ra môi trường, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ sinh học, làm đập ngăn nước mặn. Tác hại gây ô nhiễm nguồn nước, làm giảm năng suất, chất lượng cây trồng, làm cho con người, động vật bị mắc bệnh và thiếu thức ăn. Tiếp theo số 3 nhỏ, xói mòn đất và biện pháp chống xói mòn đất. Thực hành thí nghiệm tìm hiểu về xói mòn đất. Thí nghiệm 1 thì các em chuẩn bị hai khay AB giống nhau, có cái ống thoát nước chứa cùng một loại đất, lượng đất và được sẽ dàn đều như nhau. Rồi hai ca có chứa cùng một lượng nước, hai ca hứng nước. Thì các em sẽ tiến hành, chúng ta đặt khay A và khay B có cái độ dốc khác nhau, đặt ca hứng ở mỗi khay như hình 8. Dự đoán khi nước tưới vào hai cái khay này thì đất khay nào bị trôi nhiều hơn. Vì sao? Thì các em thấy là ở đây hai khay sẽ đặt có cái độ dốc khác nhau. Rồi tưới lượng nước như nhau vào hai khay, chúng ta quan sát cái nước, màu nước chảy ra từ hai cái khay này và cho biết đất ở hai khay bị trôi, đất ở cái khay nào bị trôi nhiều hơn, rồi chúng ta so sánh kết quả với dự đoán. Rồi rút ra kết luận về ảnh hưởng của độ dốc đối với xói mòn. Như vậy chúng ta dự đoán thì khi tưới vào hai khay đất ở khay B sẽ bị trôi nhiều hơn vì khay B có độ dốc hơn. Tưới lượng nước như nhau vào hai khay thì quan sát màu nước chảy ra từ hai khay thì ta thấy lượng nước chảy từ khay B nhiều hơn khay A và khay B bị trôi nhiều đất hơn, kết quả đúng như dự đoán. Rút ra kết luận thì những nơi có địa hình dốc đất sẽ dễ bị rửa trôi, xói mòn làm mất đi các chất dinh dưỡng. Rồi tiếp theo, thông tin trong tự nhiên khi mưa lớn kéo dài ở những nơi có địa hình dốc hoặc là vùng đất trống đồi trọc. Gió thổi mạnh ở những nơi đất cát khô hạn làm trôi đi lớp đất mặt chứa nhiều chất dinh dưỡng gây ra xói mòn đất. Nhờ có rễ cây giữ đất, tán cây cản bớt gió và sức chảy của nước mưa nên thực vật có vai trò quan trọng trong việc phòng chống xói mòn đất. Tiếp theo quan sát. Các em quan sát hình dưới đây, hình 10, hình 11. Các em nêu, số 1 nhỏ nêu các nguyên nhân gây xói mòn đất được thể hiện trong hình 10. Thì chúng ta có các nguyên nhân đó là do mưa lớn kéo dài nè, chặt phá rừng nè, địa hình dốc. Rồi ở câu 2 lựa chọn những cái biện pháp phòng chống xói mòn đất trong hình 11 này phù hợp với mọi nguyên nhân ở hình 10. Thì biện pháp phòng chống chúng ta có là làm ruộng bậc thang, B phủ xanh, đất trống đồi trọc, C là bảo vệ phục hồi và trồng mới rừng. Rồi như vậy chúng ta sẽ câu số 1 thì chúng ta dựa vào hình 10 để chúng ta nêu các nguyên nhân. Hình 2, những cái biện pháp phòng chống xói mòn ở trong hình 11 phù hợp với mỗi nguyên nhân ở hình 10 là: đối với nguyên nhân hình 10A thì chúng ta chọn cái biện pháp B, đó là phủ xanh đất trống đồi trọc. Rồi nguyên nhân B chặt phá rừng thì chúng ta dùng cái biện pháp phòng chống đó là bảo vệ phục hồi và trồng mới rừng. Rồi nguyên nhân C địa hình dốc, biện pháp chống xói mòn đó là chúng ta làm ruộng bậc thang. Tiếp theo quan sát nêu tác hại của xói mòn đất được thể hiện trong hình 12. Chúng ta thấy 12, các em thấy một đoạn đường đang bị sạt lở, rồi hình B, rồi hình C. Như vậy, xói mòn khiến cho hư hỏng công trình xây dựng như đường xá, cây cối không phát triển được và có thể bị đổ. Tiếp theo, trả lời câu hỏi kể tên một số tác hại của xói mòn. Thì một số tác hại của xói mòn đó là làm đất
làm mất đất canh tác, hư hỏng nhà cửa, công trình xây dựng, v.v. Tiếp theo những kiến thức chủ yếu. Xói mòn đất, nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, địa hình dốc, cháy rừng, chặt phá rừng, gió thổi mạnh ở nơi đất cát khô hạn. Biện pháp phòng chống đó là làm ruộng bậc thang, phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ phục hồi và trồng mới rừng. Tác hại làm cho mất đất canh tác, làm cây bị đổ hoặc là kém phát triển, làm hư hỏng đường xá, nhà cửa, công trình. Tiếp theo, thực hiện thí nghiệm, thực hiện bảo vệ môi trường đất. Bước 1 là chúng ta đề xuất những cái việc làm góp phần bảo vệ môi trường đất. Bước 2 là các em vận động người thân xung quanh cùng thực hiện những việc làm đó. Bước 3 là chia sẻ với các bạn những việc em và những người xung quanh đã làm. Thì bước 1 chúng ta có những cái việc làm góp phần bảo vệ môi trường đất là chúng ta trồng cây, gây rừng, không xả rác bừa bãi, sử dụng những cái loại chế phẩm sinh học thay cho phân bón hóa học, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học. Bước 2 là vận động những người xung quanh cùng thực hiện những việc làm đó. Bước 3 là chia sẻ với các bạn những việc em và những người xung quanh đã làm được: trồng cây, gây rừng, không xả rác bừa bãi, rồi sử dụng những loại chế phẩm sinh học thay cho phân bón hóa học, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa học. Tiếp theo, luyện tập viết và chia sẻ suy nghĩ của em trước vấn đề ô nhiễm môi trường đất hoặc là xói mòn ở Việt Nam. Thì ô nhiễm môi trường đất đang là một vấn nạn cần được quan tâm trong cuộc sống hiện nay. Đất đang phải hứng chịu những tác nhân gây hại như là thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất thải trong công nghiệp, trong sinh hoạt chưa được xử lý. Đất bị ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn nước, làm giảm năng suất chất lượng cây trồng, làm cho con người, động vật bị mắc bệnh và thiếu thức ăn. Mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường đất. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 5. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.